Phản ứng bất ngờ của công nương Diana khi hay tin chồng mình bị vạch mặt ngoại tình, câu chuyện xót xa và khác hẳn công chúng từng nghĩ. Bạn thân công nương Diana vừa có những tiết lộ đau lòng về nàng dâu hoàng gia trong thời điểm phải đối mặt với tin tức ngoại tình của chồng. Mới đây, Ken Gavin, một nhiếp ảnh gia riêng thân thiết từng làm việc cho công nương Diana gần 20 năm đã trả lời phỏng vấn tờ Insider và tiết lộ nhiều điều về nàng dâu hoàng gia quá cố nổi tiếng. Trong đó, những hé lộ về mối quan hệ đầy sóng gió của cố công nương với thái tử Charles nhận được sự chú ý lớn nhất. Ken Gavin là người đã chụp ảnh cưới cho cặp đôi hoàng gia và đã đi theo công nương trong hàng trăm chuyến công du khắp thế giới. Vì vậy, ông đã được chứng kiến những thăng trầm của cố công nương kể từ khi mới bước chân vào hoàng tộc, trải qua cuộc hôn nhân thiếu hạnh phúc và ly dị trong chua xót. Gavin kể lại sau khi kết thúc một chuyến công du, cũng là vào thời điểm chuyện ngoại tình của thái tử Charles bị chính thức công khai trên truyền thông, ông và Diana đã có cuộc trò chuyện về hôn nhân đổ vỡ của cô. Nhiếp ảnh gia kể, cô ấy đã nói với tôi, Ken à, tôi vẫn yêu anh ấy. Cô ấy nói rằng có ba người trong cuộc hôn nhân của mình và không thể chấp nhận được điều đó. Lời miêu tả có ba người trong cuộc hôn nhân của tôi về sau cũng được Diana lặp lại lần nữa trong buổi phỏng vấn nổi tiếng với đài BBC năm 1995. Cuộc phỏng vấn này khi ấy được coi là quả bom làm chấn động hoàng gia Anh khi scandal ngoại tình của thái tử Charles bị chính vợ vạch trần. Chi tiết, nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng cho biết, ngay từ ngày cưới, Diana đã tỏ vẻ không vui vẻ và có dự cảm không lành về cuộc hôn nhân của mình. Một ngày trước lễ cưới, tôi đã ở cùng thái tử Charles và công nương tại điện Windsor. Cô ấy có vẻ thất vọng và rời đi sớm. Về sau, cô ấy thổ lộ rằng bản thân có quá nhiều hoài nghi với việc đính hôn và gả cho Charles. Ngày cưới của cô ấy là một dịp vui cho tất cả mọi người, chỉ trừ Diana. Công nương Diana và người thừa kế ngai vàng Anh kết hôn năm 1981. Tuy nhiên, ngay từ năm 1986, thái tử Charles được cho là đã ngoại tình với bạn gái cũ Camilla Parker Bowles, và điều này không phải bí mật trong gia đình. Đến năm 1992, cặp đôi ly thân, không còn xuất hiện cùng nhau và những chi tiết về vụ ngoại tình thị phi bị báo chí phanh phui. Đến năm 1996, công nương Diana mới chính thức ly hôn người chồng không chung thủy. Chỉ một năm sau đó, bà qua đời đột ngột vì tai nạn giao thông tại Paris, Pháp. Đối mặt với chuyện ngoại tình của chồng, công nương Diana vẫn luôn tỏ thái độ khá cứng rắn, thậm chí nhiều lần còn đối đầu với người thứ ba để bảo vệ gia đình và các con. Sau hai thập kỷ, việc công nương thừa nhận với bạn thân mình vẫn yêu chồng cũ ngay cả khi bị phản bội khiến người hâm mộ của bà càng thêm đau lòng.